Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người quay lại với kênh ô tô mình cho phát.com. Thì hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một cái củ cò, semi remote củ cò 348 feet của nhãn hiệu CIMC. Nhưng cái điều đặc biệt ở đây là giá cực kỳ tốt. Thì tôi muốn quay ngay cho mọi người để mọi người mà ai mà có nhu cầu mà mua cái mọt CIMC 48 feet á thì liên hệ ngay với mình nha. Mình hiện tại đang có giá rất là tốt, hỗ trợ khách hàng rất là cao. Thì cái mọt CIMC chất lượng nó như thế này đi nha mọi người ơi, mình quay cho mọi người coi nha. Thì cái củ cò 348 feet thì chiều dài nó là 15 mét, chiều rộng nó là 2,5 mét và chiều cao nó 1,7 mét đó nha mọi người. Đây mình coi nha. Đây thì một cái mọt này, mọt mới, mình mới đi xếp, mới đơn kiểm về cho một anh khách ở Đồng Nai, mua tiền mặt ngay 100% và rất là dễ thương. Chỉ cần coi tí thôi là bắt đầu chuyển cọc rồi, mình làm hết hồ sơ xong hết rồi giờ chuẩn bị kéo về thôi. Mọt thì số lượng mọt mình còn rất là nhiều nha. Mọt này thì nhìn cái đuôi nè mọi người, đuôi còn rất là chắc chắn, hiện tại là màu đỏ. Với thiết kế sử dụng ở đây là mỗi bên là 3 khóa gù, thì hai bên là 6 khóa gù. Mọt này thì có đèn bảo vệ nè, hả, cái đèn đuôi nè, thì có cụm đèn như thế này, thì có cái một cái cản bảo vệ như thế này đó. Một số mọt thì nó lại thiết kế nó không tinh ý như thế này đâu nha mọi người, đó là có thiết kế như thế này nha. Xung quanh mọt thì kéo dài là mọt này là sử dụng đèn led, đèn led nha mọi người. Đèn led siêu sáng thì sử dụng có thể là 12 hoặc 24V được, hết. Với cái 148 như thế này thì nó có một cái phần á là một cái tấm sàn được làm như thế này đó. 48 thì nó có như thế này nha, có phần đuôi như thế này nha mọi người. Với một củ cò nó khác nhau với một xương như thế nào. Củ cò thì nó có phần hẳn ở trên cái mọt, cái đuôi mọt kia kìa, thì nó là hay có phần nhô lên nha mọi người ơi. Đây nó có một phần là nhô lên, nó có phần nhô lên, cái này là gọi là củ cò. Củ cò thì chiều cao nó đảm bảo nó thấp hơn cái mọt xương, thì nó phần nhô lên như thế này nó đảm bảo là mình kéo cái cong nó rất là chắc chắn và an toàn so với lại mọt xương. Nhưng mà bù lại một xương thì được cái là nó có nhiều khóa gù hơn để mình chạy được nhiều, nó đa năng, nó dùng công hơn. Đó, đây, đây là đầu mọt. Đây mọt đây là của CIMC nha mọi người. CIMC sát nặng thì 5 tấn 8 đó. Tổng tải trọng thì cái này nếu mà tổng tải trọng là 400 kg, nhưng mà cái chở được thì là 33 tấn nha mọi người. Tổng tải trọng chở thì được 33 tấn hàng hóa. Đây đây quên, mọt mọt màu đỏ rất là đẹp, chiều dài rất là đẹp ha. Sử dụng là ắc kéo là 50 và thiết kế là bu lông, thì mình có thể tháo rời ra là vẫn là thay vào 50 hoặc là 90 đều được nha mọi người ơi. Với cái chiều dài trục cơ sở với từ bắt kéo đến tới cái đầu á thì nó rơi vào khoảng đâu đó là 1m4 nha mọi người. 1m4 1,4 đó nha mọi người ơi. Đó, từ cái kéo này tới đầu trục, đầu của mọt có thể là 1,4. Sử dụng là chân chống phu qua, chân chống phu qua một tay quay, hả, trục phun bắn phu qua một tay quay. Trục chân chống này là thiết kế 2 tầng phu qua ha nha mọi người ơi, là 2 tầng, tầng nhanh và tầng chậm. Này tầng nhanh tầng chậm, trục phu qua 28 tấn 80 tấn. Cái này thì là 2 tầng, thì cái này là nối thông bên kia là mình kéo được, là chỉ cần quay một tay quay thôi. Một số thiết kế thì nó là có 2 tay quay, thì mỗi người thì có những ưu điểm nhược điểm khác nhau khi mà dùng một tay quay 2 tay quay nha mọi người ơi. Xung quanh của mọt nè thì nó là có những cụm đèn như thế này để cảnh báo người đi đường đó, cảnh báo người đi đường xung quanh mọt nha mọi người. Đó thiết kế như thế này đó, từ đầu đến chỗ đây nha. Và bên mọt thì nó là có một cản hông, cản hông thứ này thì hồi một số mọt thì nó là bằng sắt, nhưng cản này thì bằng nhôm. Với chất liệu bằng nhôm thì nó nhẹ hơn và độ bền và độ đẹp hơn. Cản hông này giúp bảo vệ là không để xe máy mà bị chui vào gầm nha mọi người. Hai bên thì có bát sơ cua, thì có 2 bát sơ cua như thế này, nhưng mà chỉ có mọt nhập thì chỉ có 13 giỏ, thì có một cái giỏ sơ cua được treo lên rồi thôi. Còn nếu anh em muốn thêm được giỏ thì mình bỏ thêm như thế này nha, có bát sơ cua nha. Đó, mọt được thiết kế như thế này gầm rất là chắc chắn nha. Đó, chassis cực kỳ đẹp luôn. Thiết kế trong thùng đồ nghề, thì là vuông vức đẹp, trắng sáng rất là đẹp nha. Kế bên thùng đồ nghề thì kế bên những dọc như thế này thì những cái tấm phản quang như thế này để giúp cảnh báo người đi đường. Trong thùng đồ nghề này như thế này á, thì nó hiện tại đang có là có cái bát mở bò để bảo trì bảo dưỡng và một cái tay quay sơ cua.
của xe cua để mà xe cua để xuống cái vỏ nha mọi người. Đây tay quay để mà xuống vỏ xe cua á. Vỏ đi thì được thiết kế là vỏ double coil 2 đồng tiền 18 lớp bố PR và size của nó là 12R hay 2.5. 18 lớp bố nha mọi người. Đó, đây là 18 lớp bố nè. Đấy, 18 lớp bố. Mâm là mâm không ruột hết, hoàn toàn hết nha mọi người. Mâm không ruột hết thì hiện tại đang xu hướng hiện tại thì tất cả mọi người đang hay chạy là toàn là một là mâm không ruột hết. Mâm là mâm không ruột hết nha mọi người. Size là 12R 2.5 hết. Với sử dụng chụp là chụp vua qua truyền thống 10 tắc kê, chụp lớn. Chụp lớn nha mọi người. Chụp lớn, chụp vua qua truyền thống 10 tắc kê như thế này. Đây, ắc nhíp thỏ rồi đây nha mọi người ơi. Nhíp thỏ này mình xuống mình quay xuống ở dưới gầm đây cho mọi người coi. Đây là dưới gầm của mọt. Sử dụng là ba trục phu qua. Trục lớn như thế này đây. Và cốc chi hơi là Vibo nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Sử dụng thiết kế vè. Cái vè này là vè là uốn lượn. Một số là vè vuông. Vè vuông thì nếu mà nó chạy nó nhịp nhịp nó rất là dễ gãy. Như là ASEAN và Tân Thanh thì nó hay bị gãy cái vè cho vè vuông như thế này, nhưng mà riêng cái vè và vè uốn lượn như thế này thì cái độ chịu lực nó rất là tốt, độ bền nó cao hơn. Đó. Về uốn lượn như thế này và kiểu dáng nó cũng đẹp hơn mọi người, đẹp mắt hơn, bắt mắt hơn. Về uốn lượn thì hầu như đánh giá anh chị em nào cũng thích là có vẻ uốn lượn hơn nha mọi người ơi. Thế mình sẽ lên coi ở trên cái gầm nha, trên gầm hai bên chassis nè. Đây đó, hai bên chassis thế này, hai chassis thế này, nói thẳng luôn, thẳng thừng. Đó. Xuyên suốt của mọt thì có hệ thống điện và hệ thống hơi, hệ thống điện và hệ thống hơi nha mọi người. Đó. Và sử dụng thiết kế là hai màu hơi lớn. Đó. Hai dòng một được nối với nhau là những cái thanh thanh đà ngang rất là chắc chắn. Có hệ thống điện và hệ thống hơi. À, hai bầu hơi nha mọi người. Cái mọt này á thì mình thủ tục á thì rất là đơn giản, giá thì hơn chỉ hành trên 3x thôi. Trên 3x một chút thôi nha mọi người. 48 nhưng mà giá chỉ trên 3x một xíu thôi, hiện tại mình đang có giá tốt. Và được hỗ trợ ngân hàng lên tới 70 đến 80%. Số ngân hàng với cá nhân và công ty luôn cho mọi người ơi, chứ không phải là chỉ cá nhân thôi, chứ không phải là công ty thôi, nhưng ở đây là cá nhân và công ty mình đều hỗ trợ hết. Tới hỗ trợ lên tới 70 đến 80% các khu vực ở lân cận thành phố Hồ Chí Minh. À. Nhưng mà có một điều của mình cũng xin nói trước là khi mà mua với cá nhân thì bắt buộc phải mua bảo hiểm nhân thọ nha mọi người, thì ngân hàng mới hỗ trợ được. Đó là một cái nhược điểm của ngân hàng mà hiện tại đang là cũng khiến khách hàng cũng khá là đau đầu. Nhưng mà nếu anh em mà mình muốn vay thì mình phải chấp nhận cái luật chơi của ngân hàng thôi. Cái này là thật sự mà nếu mà ra thì không phải là bắt buộc. Nhưng mà cái luật của ngân hàng bây giờ không mua bảo hiểm nhân thọ thì người ta lại không hỗ trợ vay. Còn mà luật trên giấy trắng mực đen thì sẽ không có nha. À. Mọt thì rất là đẹp nha mọi người. Nếu anh em thì quan tâm thì liên hệ tới số điện thoại là 0932 795 695, 0981 82 3539. Website thì www.autowinchaphat.com. Chỉ gặp trong web để nhiều sản phẩm và clip phù hợp hơn với anh em nha. Cảm ơn mọi người. Hiện tại mình đang có chương trình là thu mua remote cũ đổi remote mới. Remote 45, 48 đều có đủ hết nha, 40 đều có hết nha mọi người. Và thậm chí mua tất cả các loại mọt để đổi những cái mọt mới. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip của mình. Nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh mình ngay bên dưới để có những sản phẩm phù hợp nhất ha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và nhiều thành công. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip của mình. Hẹn mọi người ở những clip mới ha. Chào mọi người ạ.